Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, đối với những người mà mê iguana thì cái thời điểm này đang là cái mùa gì thì mọi người cũng chuẩn bị cũng biết rồi ha. Mùa này đang là mùa giao phối của iguana. Thì sau khi mà con đực con cái nó giao phối với nhau á thì con cái nó sẽ ôm trứng khoảng 2 tháng thì ở đầu nó đẻ. Thì trong quá trình nó đẻ chúng ta cần phải chuẩn bị những cái lồng ấp cũng như là những cái nơi để cho nó đẻ với cái mục đích là để thu hoạch được nhiều trứng nhất có thể và bảo quản trứng tránh có bị hư. Thì cái việc này mình cũng đã có chia sẻ với bạn trong những cái clip trước rồi. Thì hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với các bạn cái góc chuẩn bị của mình nó sẽ như thế nào ha các bạn ha. Rồi giờ đều vô hết đất cái đi, bắt đầu mình vô vấn đề nha. Ôi da, ôi da. Từ lúc mình hít đất giờ mấy anh em mình quen biết hít đất rất là nhiều ha. Lúc trước mấy anh em đó cái việc ít thì còn có thời gian đi tập gym, sau này việc nhiều quá anh em nói thôi giờ hít đất luôn, hít đất chung với Nam Ngô luôn là ok. Đây các bạn, đây cái phòng này, cái khu vực này là lúc trước mình từng có dịp giới thiệu với các bạn là đây là cái phòng để mà chăm sóc baby. Baby mới nở ra thì mỗi một cái, tại vì mình thì mình chuyên về gọi là lai tạo, đâm ra là cái kiểu gen á nó khác biệt rất là nhiều chứ không phải là một hai kiểu gen. Ví dụ như là có số bạn thì cứ lập lu hai bô amino thì đó là những cái kiểu kiểu gen nó lặn nhưng mà đơn lặn, còn mình thì mình lai chéo rồi mình kết hợp nhiều cái lặn với nhau, cho nên là cái kiểu gen của từng cái dòng của mình nó khá là đa dạng. Thì cho nên là cái việc mà nuôi á thì mình phải có những cái chuồng riêng. Ví dụ như những con nào chung một gen thì nó ở chung một cái khu vực hoặc là một cái chuồng thôi, để sau này mình có muốn lai tạo á thì mình bóc đúng cái gen đó để mình kết hợp với nhau thì nó mới ra. Chứ còn lai tạo mà theo kiểu mà lai tùm lum tà la đó, hên xui á thì cái đó là không có kết quả đâu. Cho nên là mọi người nếu mà muốn làm lai tạo á phải chú ý tới cái vấn đề đó nữa, phải quản lý được cái nguồn gen của mình, con nào gen nào nó phải chính xác. Thì sau này anh em muốn kết hợp với nhau thì anh em muốn thực hiện những cái ý tưởng của mình hoặc là muốn kết hợp, muốn gọi là nhận định coi cái suy nghĩ của mình có đúng hay không thì anh em phải kết hợp đúng gen thì nó ra cái kết quả anh em mới định vị được, mới xác định được. Chứ còn kết hợp mà theo kiểu hên xui tùm lum tà la thì không có đâu ha. Tuy nhiên cái phòng này trước là mình nuôi baby nhưng mà nó không hiệu quả các bạn. Nuôi baby trong những cái thùng này rất là dễ bị nấm nha, rất là dễ bị nấm. Mặc dù là mình có chuẩn bị đèn, đốm rồi tất cả mọi cái rồi nhưng mà nó vẫn dễ bị nấm lắm. Cho nên cái chuồng này mình sẽ không có sử dụng nuôi baby nữa, mà bây giờ mình sẽ chuyển mục đích sử dụng của nó. Đầu tiên mình sẽ kéo nắng ra. Cái chuồng này là trước khi mình làm là cũng có suy nghĩ nhiều lắm các bạn, nhưng mà đôi khi là giữa lý thuyết với thực tế là nó khác nhau. Đó, mình tính mình làm cái chuồng này á là mỗi buổi sáng á, tại vì baby á thì nó nở vô theo cái mùa gọi là mùa mưa đó, thì mình tính á là khi mà nó nở ra đó tối mình sẽ kéo lại là các em nó sẽ không bị mưa làm cho bị gọi là nấm mốc rồi ít ăn đồ. Thì đó buổi tối mình sẽ kéo lại, lâu qua không kéo ra nó cũng bị rít nè. Rồi kéo tới đây rồi. Đó thì mình tính là buổi sáng mình sẽ kéo ra cho các em phơi nắng, rồi chiều nếu mà mưa mình sẽ kéo bạc lại không bị mưa, và mình sẽ sửa đèn phụ. Nhưng mà nó không hiệu quả các bạn. Khi mình vô cái mùa mưa, mưa rất là nhiều, mưa hầu như cả ngày luôn, thì ở trong này á bị che kín bạc lại, rồi những cái thùng này á thì nó không có thoáng khí. Mặc dù là ở dưới đáy là mình cũng có lót ha, mình cũng có làm lưới dưới này. Đây là những cái dụng cụ nuôi gà. Đó, cái chuồng này á là mình làm cái lưới này nè để mình xịt tiện mình xịt dọn rửa phân đồ vệ sinh. Đó, như bên này nhìn rõ hơn nè. Đó, mình tính baby á nuôi trong này. Cái chỗ này là để cho leo lên nằm, đây có chén nước thì mỗi ngày mình sẽ xịt rửa phân nó đi xuống đây. Ở trên này nó có nắng, xuống bé nó sẽ được phơi nắng. Hôm nào không có nắng thì mình xài đèn. Đó là những cái sự chuẩn bị cho mình để mà nuôi baby. Tuy nhiên là nó không hiệu quả các bạn. Đầu tư một đống tiền nhưng mà thực tế nó lại rất là không ok. Đâm ra cuối cùng là phải cái ý tưởng này nó phá sản. Thì bây giờ mình chuyển mục đích sử dụng ha.
không có nuôi baby trong những cái thùng này nữa. Anh em nào mà có này thì anh em cũng lưu ý, dễ bị nấm lắm. Hơi nước ở dưới này á, khi mà trời mưa nhiều nó bốc hơi lên. Nó bốc hơi lên thì nó bị những cái vách này nó không có tản hơi ra được. Đó rồi ở trên này nó lại có cái mái che, hơi nước nó cứ quần quần ở trong này không à. Nó không có thoát ra, giải phóng ra ngoài. Vách bên này là tường, vách đằng kia cũng là tường luôn. Đó, nó không có giải phóng cái hơi nước ra, cho nên các bé igu rất là dễ bị nấm. Rồi ví dụ như những hôm nào mà trời mưa nhiều quá kéo bạc suốt luôn, là hơi nước nó không thoát được, kết hợp với cái hơi nóng của cái đèn từ trên này nó chụp xuống nữa, thì nó tạo ra cái độ không khí là nó hầm hầm, tức là nó quá nhiều hơi nước đi. Cái đèn này nóng nó cũng làm hơi nước bốc hơi mạnh lên nữa, cho nên là cái vùng ở trong này nè rất là nhiều cái độ ẩm, dẫn đến con igu nó rất là dễ bị nấm ha. Cho nên là mình không có xài cái này để nuôi baby nữa. Và anh em nào mà đang nuôi baby có thùng thì lưu ý ha, rất là dễ bị nấm. Đó. Ở trước mình nuôi mình chuẩn bị mua cả này luôn đúng không? Này là để xịt rửa, đó, xịt rửa mỗi ngày nè. Rồi á, lúc trước á thì cái thùng này là nó không có cắt cái này, nó không có cắt cái lưới này, mà mình về mình cho khoét cái lưới này để mục đích là mình xịt cái rửa nè, phân nó sẽ đi theo nó xuống đây luôn, bạn thấy không? À, chứ còn nếu mà cái thùng này mà nó kín luôn, không lẽ mỗi lần vậy phải kéo cái thùng ra đổ đi thì nó rất là cực. Đó thì mình suy nghĩ trong đầu nó là như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng phá sản luôn, không làm được, bị nấm quá trời luôn. Mà nấm igu chữa cũng cực nha các bạn. À, nó không phải là khó chữa mà nó mất thời gian các bạn không, tại vì cái nấm á, nó sẽ ăn sâu vô cái da rồi cái da nó sẽ nó ăn sâu vô cái thịt luôn, thì cái để mà mất đi cái nấm đó, cái nấm rất là dễ điều trị ha các bạn. Chỉ cần lấy chai xịt trị nấm của VIP, các bạn xịt là cái nấm nó sẽ chết đi. Tuy nhiên để mà mất cái dấu cái nấm đó thì nó phải đợi tới lần lột da kế tiếp, thì cái nấm nó sẽ đi theo cái lớp da cũ đi. Nếu mà cái nào nó có ăn sâu vô thịt á thì có thể là 1-2 lần lột da kế tiếp nữa nó mới đi hết được, các bạn không? Giống như chúng ta bị cái ghẻ đây đi, thẹo đây đi. Đó thì bây giờ nó còn cái dấu vậy, nhưng mà vài bữa nó lành đi, nhưng mà chúng ta vẫn còn thấy một cái thẹo. Đó thì theo thời gian từ từ cái thẹo nó mới mờ. Đó thì để cho con igu nó có cái lớp da mà gọi là mịn đẹp trở lại á thì nó cần chút thời gian. Đó thì con igu mà có bộ da xấu thì nó sẽ không có bắt mắt. Nó sẽ không có được nhiều người yêu thích. Đó. Cho nên là bị nấm á thì dễ điều trị nhưng mà nó cũng gây rất là nhiều khó khăn ha. Thì bây giờ mục đích của mình á, mình sẽ chuyển mục đích cái này thành cái lồng ấp các bạn. Sẽ thành một cái lồng đẻ chứ không phải lồng ấp lộn. Thì bây giờ mình tính là vậy nè. Mình sẽ tím những cái bao này lấy đỡ thôi nha, chứ không phải cái này. Hoặc là cũng có thể này, cái này mình cắt nhỏ ra. Cái vấn đề ở đây á, là nếu như cái thùng này là cái thùng nguyên á, thì không có gì để nói. Nhưng mà mình lỡ cắt cái đáy vậy rồi. Thì bây giờ á, mình chuyển nó thành cái lồng đẻ đó. Thì mình đã từng chia sẻ là chúng ta sẽ cho con igu nó đẻ ở trong cát hoặc là cái chất nền nào đó. Thì cái mục đích của cái việc mà nó đẻ trong cát như vậy á, thứ nhất á, là nó sẽ khi mà gần tới ngày đẻ thì cái bản năng của nó sẽ đào hang ở trong tự nhiên, nó sẽ đào hang để nó chui xuống dưới lòng đất. Ở dưới lòng đất á, thì nó vừa mát mà vừa có độ ẩm, và nó tránh những cái tác động từ bên ngoài như từ nắng, từ gió. Nó làm khô cái vỏ trứng, do cái vỏ trứng của iguana thì nó mềm, nó có cái độ đàn hồi. Nó mất cái độ đàn hồi đó là trứng nó hư ha, tại vì mới đẻ ra thì trứng nó cỡ này, nhưng mà nó sẽ phát triển từ từ đến gần nở thì nó cỡ này. Đó thì nếu mà cái vỏ trứng nó mất cái độ đàn hồi, nó không có to lên được thì trứng nó sẽ hư. Thì bây giờ để đổ một cái chất nền vô đây á, là bằng cát hay là bằng cái gì đó đó, thì nó sẽ bị rớt xuống đây. Do cái đáy này lúc đầu là mình, mục đích của mình là nuôi baby, đâm ra mình đã cắt cái lỗ giống vậy rồi. Thì plan của mình á là mình sẽ cắt những cái bao hoặc là những cái tấm ni lông gì đó, mình sẽ lót vô đây, che lại, che cái lỗ này lại. Có thể mình lấy cái bao tải hay cái gì đó, xong rồi mình sẽ đổ cái chất nền vô đây nè, chất nền lên đây để cho con igu nó đẻ vô. Con cái gần tới ngày nở á, tại vì lúc này bận công việc của mình cũng khá là bận bịu, không có tiện cho cái việc mà thăm dò.
trước đây thì cũng hơi rảnh, đâm ra mỗi lần tới cái mùa này á là thu xếp công việc dành thời gian để mà cho các bé nó đẻ, coi các bé nó đẻ ra như thế nào. Nhưng mà thật sự lúc đó đó, lúc đó do mình rảnh mình thích làm vậy thôi, chứ nó cũng không tốt các bạn. Tại vì mình đâu phải lúc nào 24/24 mình cũng có mặt ở đây mình canh nó đẻ đâu. Rất là sốt ruột, rất là lâu, nhiều con nó rặn hoài mà không đẻ luôn. À, nó đợi cho lúc mình đuối quá mình vừa đi ngủ nó đẻ, mà đẻ tơi hơi ngoài đất như vậy là hư liền. Có thể là coi igu nó đẻ buổi tối nha, buổi tối là không có nắng, nhưng mà cái gió đó các bạn, cái gió cũng nguy hiểm. Cái gió nó làm khô cái vỏ trứng, cái nắng thì nó làm nóng, nó làm khô cứng lại, nhưng mà cái gió nó cũng làm cho khô mất cái hơi nước trên cái vỏ trứng đi, nó làm khô mất cái độ đàn hồi của vỏ trứng thì nó cũng hư. Cho nên là anh em lưu ý là không phải là đẻ ban đêm trời mát là cái trứng nó sẽ được bảo quản tốt đâu. Mà cái trứng nó cần được trong nó nằm ở dưới cái lòng đất. Đó, thì nó sẽ không có bị tác động bởi nắng và gió. Ha. Hay bây giờ mình làm mẫu luôn đi ta. Đó thì nguyên cái vàng ở đây của mình á, một cái kệ này mình nhớ hồi xưa mình làm á là 2, 4, 6. Nhân 2 là 12. Mà ba cái như vậy thì ở đây mình có tổng cộng là 36 cái lồng để cho nó ấp. Đó, 36 cái lồng thì mỗi con cái sẽ được vô đây. Mỗi con cái sẽ được vô chỗ này để mà đẻ. Đó. Bây giờ mình làm cái gì nó để mình đi vô mình lấy cái đất ấp mình đổ vô đây luôn cho nó gọi là nó trực quan sinh động hơn ha. Ok mọi người. Ok các bạn lấy một ít này là đất ấp cũ để mình đi ra ngoài mình khoan để còn chuẩn bị thêm mấy món nữa em chưa. Ok các bạn, chuẩn bị một số gọi là vật tư để mà làm cho nó trực quan sinh động để anh em có thể dễ mà làm theo ha. Chứ còn nhiều khi có những cái mà mình chưa có biết lần nào á thì qua cái lời nói á đôi khi khó hình dung lắm. Cho nên là mình cố gắng mình làm thế nào cho các bạn dễ hiểu nhất ha. Cái này là đất ấp của mùa trước. Thì bây giờ mình đem đi làm cái đất nền để cho nó đào hang nó đẻ luôn. Thì cái cách này là sẽ bảo quản được trứng nó an toàn nhất các bạn ha. Nhất là lúc này mình quá lu bu đi. Đây, ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người làm. Thì anh em mà muốn có những cái trải nghiệm này, anh em phải chuẩn bị những cái vật tư trước ha, chứ không phải là đợi tới lúc mà nó đẻ mà nó đi kiếm thì nó muộn rồi. Vật tư là gì? Đất nền để đẻ nè, đất để ấp trứng nè, thùng nè, khu vực nuôi nè, ấy khu vực ấp nè. Đó, thì chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả mọi cái, chứ không phải là đợi tới nơi xong mới bắt đầu nháo nhào lên. Rất là nhiều bạn luôn không chịu chuẩn bị gì hết, xong rồi tới lúc nó đẻ cái ào bắt đầu nháo nhào lên: anh Nam ơi cứu em với, giờ nó đẻ rồi anh chỉ em cách làm sao để nó không hư trứng rồi này nọ thứ. Hỏi em có đất ấp chưa? Chưa. Em có thùng ấp chưa? Chưa luôn. Chưa có cái gì luôn. Phải chuẩn bị trước các bạn ơi, chứ không nước tới chân là nhảy không kịp. Đâu rồi, giờ mình cái này thì nó dày cui quá, nó không có sẽ không có đẹp ha. Mình sẽ có chuẩn bị sẵn cái này. Thì nói chung là mình sẽ, mà chắc mình sẽ trước mắt mình sử dụng, ở đây mình tới tổng cộng 36 thùng rồi, nhưng mà trước mắt chắc mình sử dụng 12 thùng này trước thôi. Đó, nếu mà hết thiếu thì mình còn mình sẽ dài vô trong kia. Một lần mà 12 con cùng đẻ thì cũng là nhiều lắm rồi. Đó, mình sẽ sử dụng những cái bao bố mỏng như thế này thôi, gọn gàng cái này để mình lót dưới đây. Nếu mà mình không lót á, mình thả ở đây là nó rớt xuống dưới hết rồi, đúng không? Cho nên mình phải lót lại. Rồi mình đã đổ những cái chất nền này vô đây để cho các bạn igu vô đây các bạn đẻ trong này. Có bộ hào đất ấp dữ à.
Nói chứ có nhiều chơi nhiều, còn hết thì mình chơi cát, không thành vấn đề. Ok các bạn, đây là có cái khu vực cho nó vô nó đẻ được rồi, thấy không? Là nhưng mà cái này có khi là phải đổ dày hơn các bạn, đổ phải vô dày hơn, trong mình cũng còn khá nhiều. Tại như vậy nhiều khi nó thấp quá, nó đào không cái trứng nó không có nằm ở dưới, nó nằm lửng lửng ở trên, mà nắng chiếu vô cái này cũng đi bụi nè. Cái này các bạn xài cát cũng được ha, mình thì chắc mình sẽ có bao nhiêu đất ấp cũ mình dồn, mình xài khoảng 3-4 chuồng thôi, 4-5 chuồng thì có nhiều xài nhiều, còn những cái thùng còn lại mình xài cát thôi cho nó rẻ tiền, chứ không phải nhất thiết là phải bỏ tiền ra đi mua cái này về đổi đây giống mình đâu ha. Rồi thì để làm một cái lồng ấp á thì có cái chất nền vậy rồi, nhưng mà cũng cần một cái quan trọng nữa, đó là chúng ta xịt ẩm cho cái chất nền này ha, để thứ nhất là nó tạo cái độ mát ở trong cái lòng đất, cái thứ hai nữa là nó khi mà nó nước nó ẩm á thì nó tạo khói được, giống như con igu nó đào một cái hang, thì khi mà nó rời rạc cái này thì nó đâu có định hình được thành cái hang, đúng không, mà nó phải ướt nó mới kết dính được với nhau. À, chúng ta xịt sơ sơ cho cái nền của mình nó ướt như thế này đó. Rồi chúng ta sẽ quăng igu vô. Con igu á, bạn igu á chui vô đây á, giờ ví dụ như mình canh tới ngày, sẵn đây mình chia sẻ chút xíu về cái này, thì cũng rất là nhiều bạn hỏi là igu nó khi nào mình biết là nó sẽ đẻ. Thì tầm khoảng nửa tháng trước khi con igu đẻ, nó sẽ có cái hành vi là leo lên chuồng, cào chuồng ha. Cào chuồng là nó muốn trong tự nhiên nó sẽ có đi đào hang á để đẻ đó. Thì đó là cái hành vi đầu tiên mà mình nhận biết là bé nó sắp đẻ. Hành vi thứ hai là trước đó khoảng một tuần nó đẻ thì nó sẽ bỏ ăn ha, là hai dấu hiệu. Rồi sau khi nó bỏ ăn xong á, gần tới ngày đẻ các bạn thấy là cái bụng của nó ngày càng to lên, và cái đuôi chỗ này của nó nè sẽ bị ốm lại, lòi hai cái ngạnh xương, y như là bị té đuôi vậy, bị bệnh đường tiêu hóa té đuôi vậy đó. Là các bạn bắt bỏ bé vô cái phòng chờ đẻ này là ok. Thì khi mà bé nó được thả vô đây á, bạn thấy nó sẽ đi khắp chuồng luôn. Đầu tiên nó đi khắp chuồng, đi khắp chuồng để nó coi cái góc nào phù hợp với nó. Ví dụ như cái góc này phù hợp với nó, đâu nó sẽ đào, thấy không? Thậm chí là nó sẽ dồn hết lên đây đó. Rồi nó đào, đào xong rồi nó sẽ quay cái đít nó đẻ trứng vô đây. Trời ơi, con igu có chút xíu đẻ trứng cho bá lửa. Đó, nó sẽ quay đít nó đào sâu sâu chút để lóc cái trứng này lại nè. Đó, coi igu nó sẽ quay. Sau khi nó đào được cái hang rồi, đầu nó sẽ đảo cái đầu. Ban đầu nó đào vậy nè các bạn. Đó, nó đào. Xong thấy vị trí nó ok, rồi nó quay cái đít nó ra, rồi nó đẻ. Đẻ ba trứng ở đây. Xong lại nó lấy tay, lấy chân, rồi nó ủi lại. Đó, rồi. Thì các bạn mà có đi làm, hoặc là có công việc gì không có thể thu hoạch trứng liền được, đó giống như mình, thời gian sắp tới là mình sẽ lu bu nhiều việc, thì mình thấy bé nó có dấu hiệu mà nó muốn đẻ thì mình bắt nó, bắt bé nó mình thả vô đây, xong rồi mình đậy nắp chuồng lại thôi. Đó, mình cứ đi làm công việc thôi, thì khoảng ví dụ 3-4 tiếng hoặc là 6-7 tiếng, thậm chí mình đi làm tối mình về luôn cũng được nữa, là mình đi ra đây mình coi thử. Thì việc đầu tiên mình mở ra mình nhìn coi cái bụng bé này nó lép chưa. Ví dụ nó chưa đẻ thì cái bụng nó to, đúng không, trong này nó nhiều trứng. Mà nếu nó đẻ rồi thì cái gọi là cái mục tiêu mình nhìn đầu tiên khi mình nhìn vô đây là mình nhìn coi cái bụng nó lép chưa. Nó lép rồi chứng tỏ là đẻ rồi. À, sau đó mình mới quan sát trong này mình coi có chỗ nào nhô nhô u u lên không. Đó không? Thì nếu mình thấy á, các bạn thấy là cái nước trong này nó mát lắm. Nó mát lắm ha, thì khi mà cái trứng nó được nằm ở dưới này nè thì gió nó sẽ không có tác động được lên cái trứng được. Nó không có làm vỏ trứng nó khô được. Nắng nó có chiếu trực tiếp vô đây đi nữa thì nó đã bị những cái lớp
chất nền này nó che rồi, nắng nó sẽ không có tác động trực tiếp lên cái trứng được, nên cái trứng nó không có bị nhăn nheo hay là bị hư phôi gì cả. Đó, nó đang được bảo quản ở dưới này rất là tốt, dưới này vừa kín gió vừa không bị tác động bên mặt trời mà vừa mát nữa, và trứng nó được nằm yên trong này nữa. Nếu mà các bạn cho con igu á, dù có những có mình lúc trước á, mình cho con cho bé nó vô đây nó đẻ khơi khơi trong này nè, mình làm biếng mình không đổ đất nền, nó đẻ khơi khơi, nó vẫn đẻ nha các bạn, nhưng mà trứng nó nằm ở trên này ha, đứng nó nằm trên này, có khi là cái trứng nó mới ra nó có cái chất nhờn trên trứng á, nó sẽ dính lên cái thùng này luôn, để lâu quá nó dính cứng ngắc luôn, nó giống như có lớp keo vậy đó, mà khi mình gỡ ra là cái vỏ trứng nó bị chóc một cái lớp màng bảo vệ bên ngoài nữa, cũng không tốt nữa. Nấm mốc vi khuẩn nó dễ xâm nhập vô cái vỏ trứng lắm đó. Rồi ngoài tác động của nắng gió thì con igu nó sẽ bò tới bò lui, bò tới bò lui trong này, khi nó đẻ xong rồi nó sẽ muốn đi ra ngoài, thì lúc đó những cái móng tay móng chân của nó nè sẽ móc lên cái vỏ trứng, bạn hiểu không, móc lên cái vỏ trứng làm cho cái vỏ trứng nó bị chày, bị rách đó. Thì gọi là khi mà nó bị móc mà bị chày bị rách hoặc là bị xì cái nước đồ ra là nó hư rồi đó. Thì còn nếu mà đẻ trong này, con igu nó sẽ nằm yên đây thôi, nó nằm yên đây thôi, hoặc là đi tới đi lui mà nó không có đụng vô cái trứng này được đó. Thì ví dụ như tối mình đi làm về hoặc lúc nào mình rảnh mình vô mình nhìn, mình thấy con igu nó cái bụng xẹp lép nó rồi đẻ lụm, thì việc đầu tiên đó là bắt bạn igu này ra ha, bắt igu ra quở qua cái chuồng nào cho nó để nó dưỡng. Và các bạn lưu ý là những bạn igu cái mà vừa đẻ xong sẽ rất là thiếu nước ha, rất là khát nước luôn, thì tốt nhất là chúng ta có những cái thùng nhỏ nhỏ giống như này, cái này thì dạng bự rồi, cái thùng cỡ này cũng được các bạn, cái thùng cỡ thùng trắng này cũng được, mà chúng ta đổ nước cao cao lên đây ha, cho bé nó vô ngâm để nó uống nước đó, tại vì nó rất là thiếu nước. Còn nếu mà các bạn không có những cái thùng ngâm thì các bạn cho nó một cái chén nước, nước hơi dơ nha, này là ví dụ thôi, chúng ta phải rửa sạch sẽ. Thì các bạn chỉ cần coi igu cái mà mới vừa đẻ xong là người nó thiếu nước vậy lắm, các bạn để chén nước vô một cái là tự động nó bò lên nó uống liền đó. Này là lo xong cho con mẹ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thu hoạch trứng, chuẩn bị sẵn một cái rổ. Xong rồi đầu đào nhẹ nhẹ ra, đào nhẹ nhẹ ra, ôi trứng kìa các bạn lụm nụ, trời ơi phôi dày quá kìa, ngon rồi ngon rồi ngon rồi. Không phải có thêm vài cái kiếm cái bánh nào xì xì kìa. Xì xì làm cho nó đúng luôn. Đó, giờ đầu mình đào ra. Ôi trứng này đẹp quá. Nhớ nha, nhớ lần trước mình có chỉ là tĩnh tiến lên nha. Đây là cái mặt phôi của nó, trên đây có một cái mặt phôi nè, nhớ tĩnh tiến lên, đừng có di chuyển đầu sắp vô đây, đừng để cho nó lăn. Rồi trứng này cũng tốt luôn, mặt phôi nè, thấy không, lên. Rồi trứng này bị mớp xấu rồi. Rồi trứng này nhìn sâu trên này không thấy mặt phôi đâu hết trơn, mà trứng thì cái da thì nhão nha nhão nhẹt mà còn bị mớp nữa. Trứng này hư rồi, trứng này để qua một góc để mình phân biệt lát. Đó, trứng này cũng bị mớp hư rồi, là mình có thể phân biệt trứng nào tốt trứng nào xấu ngay lúc mình thu hoạch luôn nha các bạn. Đó, trứng này tốt để bên này. Rồi lát ba cái này bỏ vô lồng ấp. Còn hai cái trứng mà mình thấy thứ nhất là không có phôi, thứ hai nữa là mớp méo thì mình bỏ đi luôn. Đối với mình là nhiều năm kinh nghiệm rồi, là mình biết là khó ấp mấy cái này lắm, mình bỏ luôn. Nhưng mà một số anh em á, khi mà mới chơi á thì chưa có nhiều kinh nghiệm, thứ nhất là tiếc, cái thứ hai là gọi là cũng cầu may coi biết được là nó có nở được hay không, anh em cũng tiếc, cho nên là anh em sẽ bỏ nó vô ấp luôn. Bỏ chung vô, đây là cái lồng ấp của này ha, anh em bỏ chung ba cái trứng tốt với hai cái trứng xấu vô chung một cái lồng ấp luôn. Nhưng mà điều này nó rất là nguy hiểm, tại vì sao, đây là những cái trứng chết nè, thì khi cái nào chết á là nó sẽ thu hút những cái con mà ruồi nhặn đồ nó vô, nó đẻ trứng dồi đó. Thì khi anh em ấp chung một lồng vậy nè thì những cái thùng ấp này nó không bao giờ nó kín được hết trơn á, cho dù anh em có đẩy nắp đi nữa thì những cái khe hở này là những cái con ruồi nhặn là nó chui vô tư luôn đó. Thì khi anh em bỏ đây ấp, này là thùng thu hoạch thôi, anh em bỏ vô đây ấp đó.
Thì ba cái trứng này á, những cái trứng nào mà tốt á, nó có sức sống á, thì những cái con rùa nhặng nó sẽ không bao giờ nó chui vô trong, nó đẻ lên những cái trứng tốt cả, nó ký sinh lên đó cả, mà nó sẽ đẻ lên những cái trứng xấu. Đó, đẻ lên những cái trứng xấu này. Nó đẻ trứng lên thì bắt đầu mà chúng ta không để ý, chừng 2 ngày sau bắt đầu lên dòi. Chúng ta phải loại bỏ những cái trứng này đi. Liền, nếu không con dòi nó sẽ sinh sôi nảy nở, đầu nó qua nó ăn những cái trứng tốt là hư nguyên ổ luôn. Đó, thì cho nên đối với mình á, một người mà ấp đã nhiều rồi, có kinh nghiệm cái trứng nào sẽ phát triển được, cái trứng nào không á, là đối với hai cái trứng mà mình đã sôi không thấy phôi, hoặc là phôi rất mờ, hoặc là mạch máu trong cái phôi nó bị đứt, hoặc là cái trứng nó bị mớp méo, vỏ mềm rồi này nọ là mình bỏ luôn. Tại vì mình biết trước sau nó cũng không nở. Rồi nó sẽ ảnh hưởng tới những cái trứng này nữa. Tại vì những cái trứng chết này là khi mà chúng ta đậy trong cái môi trường này đó các bạn, hai cái trứng chết này nó sẽ phân hủy. Nó chết thì nó sẽ phân hủy. Khi nó phân hủy nó sẽ sinh ra nhiều nhiệt, nó làm cho nhiệt độ của cái lồng ấp này tăng lên rất là cao. Đó, rồi nó sẽ phân hủy ra, nó làm cho ẩm cũng lên rất là cao. Rồi nó sẽ thu hút ruồi nhặng rồi vô đẻ trứng tạo thành dòi. Nếu mà chúng ta không loại ra sớm, con dòi đó sẽ ăn qua những cái trứng tốt luôn. Đó. Còn nếu anh em tiếc, anh em muốn tiếc, anh em muốn coi cái trứng này nó chết như thế nào, nó sẽ thu hút con gì á, thì mình khuyên anh em là đem trứng chết qua ấp riêng một chuồng, trứng xìa trứng tốt ra ấp riêng một cái lồng thì nó sẽ ok ha. Bên này vẫn phát triển tốt, còn bên này anh em có thể theo dõi coi nó khi nó chết thì nó sẽ chuyển biến màu như thế nào, đổ nhớt như thế nào, hoặc là biết đâu mai thì có những cái trứng nó sẽ hình hên nó sống làm sao. Nhưng mà thường thường mấy cái trứng này mà nó có sống thì ra con cũng dị tật nha các bạn, ra nó bị dị tật đó. Thì đây là cái cách an toàn nhất, anh em nên tách cái trứng nào tốt qua một bên và trứng nào xấu qua một bên, chứ không nên để lẫn lộn với nhau. Để lẫn lộn với nhau là nó lây lan đó. Rồi thu hoạch trứng rồi đem vô lồng ấp thôi. Thì đó là cái cách thu hoạch nó, ấp trứng như thế nào. Còn đối với cái lồng ấp này, chúng ta cạo bằng nó lại. Chúng ta cào bằng nó lại. Rồi chúng ta đi ra chuồng, chúng ta coi coi bé nào nó sắp đẻ nữa, thì chúng ta lại cho vô, nó lại làm tiếp như vậy nữa. Thì nói chung đây là một cái lồng ấp rất là an toàn. Đây mình có nguyên con rồng vô đây đẻ luôn. Rồi đẻ đi. Này có cánh luôn, này mọp hơi cao nha anh em. Mọp này còn biết kêu nữa. Đâu rồi? Ủa nó đang đào hang kìa. Ồ, nó hơi ngầu quá. Ok anh em, đó. Thì đây là một cái lồng ấp. Đây là một cái không gian mà để sắp tới khi mà tới mùa thu hoạch, khi mà nhiều con cái cùng đẻ một lúc và chúng ta không có đủ thời gian, thì đây là cái cách mà chúng ta làm một cái lồng đẻ cho các bé vô đẻ. Bắt bé sẽ được an toàn, trứng cũng được sẽ bảo vệ an toàn, đạt tỷ lệ ấp đó cao hơn. Đó, đơn giản này thôi. Đây là plan sắp tới của mình, thì mình chia sẻ với anh em ha. Thì hy vọng anh em có một mùa gọi là tạo ra được nhiều siêu phẩm, và một mùa thu hoạch nó gọi là nặng ký ha, đạt được nhiều cái chất lượng cũng như là thành công hơn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye. Nói ghê quá.